giúp cho Phật sự di dời và xây dựng mỗi ngôi tam bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma.
tâm đảnh đề nam mô tây phương cực lạc đại bi di đà phật đại bi quan thế âm ca đại thế chi bồ tát đại nguyện vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Yeah.
Phật trên đền bốn ơn nặng. Nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề một báo thân này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thấm vi diệu pháp ma ba thiên vạn kiếp. Ngã kim kiện văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đây từ đại bi mừng chúng sanh đại hỷ đại xá tế hầm thức tương hảo quang minh dị từ nghiêm đệ tử chí tâm quy mạng đệ chí tâm đảnh đệ Nam mô hàng phục nhất thiết ma Phật. Chí tâm đảnh đệ Nam mô pháp thế gian cảnh thượng Phật. Nam mô Phước Đức Trang Nghiêm Phật. Chí tâm đảnh đệ Nam mô Thắng Bà Tạ Sơn đảnh đệ Nam mô Pháp Lai Vương Phật. Chí tâm đảnh đệ Nam mô Phổ Trang Nghiêm Thọ Hạnh Thắng Phật. Chí tâm đảnh đệ Nam mô Phật Hóa Thành Tựu Phật. Đảnh đệ Nam mô Bảo Tích Thành Tựu Phật. Chí tâm đảnh đệ Nam mô Nhật Thiết Thành Tựu Xưng Phật.
tánh nghệ nam mô tam thế trí thắng Phật. Tâm đánh đề nam mô thắng quái thiền chủ Phật. Tâm đánh đề nam mô chúng chúng nguyện quán Phật. Tâm đảnh đề nam mô chúng chúng quang minh Phật. Tâm đảnh đề nam mô bất thối ba thắng quang Phật. Tâm đảnh đề nam mô Phật. Tâm đảnh đề nam mô đoạt nhất thiết tà kiến Phật. Tâm đảnh đề nam mô đắc Phật nhãn luân Phật. Tâm đảnh đề nam mô đắc nhược thiết Phật trí Phật. Tâm đảnh đề nam mô đại bi cứu hộ thắng Phật. Tâm đảnh đề nam mô sư tử trí kiều lương Phật. Tâm đảnh đề nam mô trụ thật tế vương Phật. Tâm đảnh đề nam mô chư thiện căn phước đức pháp thành tựu Phật. Tâm đảnh đề nam mô đại vô cấu trí Phật. Tâm đảnh đề nam mô trí xưng vương Phật. Tâm đảnh đề nam mô Phật pháp ba đầu ma Phật. Tâm đảnh đề nam mô
hưng nhất thiết tướng Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Tùy Nhất Thiết Ý Pháp Vân Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Đại Tỳ Lưu Trạng Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Mạng Túc Tinh Tấn Thật Thể Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Thắng Quang Minh Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Bất Động Pháp Trí Quang Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Chiến Đàng Văn Vương Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Bất Nhiễm Ba Đầu Ma Thinh Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Pháp Tăng Thượng Thính Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Tuyên Trạch Pháp Vô Ngại Hóa Xưng Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Vô Cấu Kiếp Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Phật Nhãn Vô Cấu Tinh Tấn Tăng Thượng Luân Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Trí Tự Tại Xưng Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Vô Biên Nghi Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Quảng Hoài Đức Từ Tại Vương Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Vô Biên Trí Phân Tấn Vô Ngại Tâm Phật.
tâm đánh thể nam mô dục pháp đạo thiện trụ Phật. Tâm đánh thể nam mô nhật thiết sinh trí Phật. Tâm đánh thể nam mô hàng phục ma lực kiên cố ý Phật. Tâm đánh đề nam mô tinh tấn thử tại bảo vương Phật. Tâm đánh đề nam mô ngoại đức tạng Phật. Tâm đánh đề nam mô kiến lợi ích nhất thiết hoan hỷ Phật. Tâm đánh đề nam mô chúng chúng nhật tạng Phật. Mô Đại Bồ Nhật Vương Phật. Tâm đánh đề nam mô vô cấu pháp vương Phật. Tâm đánh đề nam mô thinh phần diệu bảo hồng Phật. Tâm đánh đề nam mô bất thối tinh tấn thị hiện Phật. Tâm đánh đề nam mô trang nghiêm Phật quốc độ vương Phật. Tâm đánh đề nam mô trí căn bổn hoa Phật. Tâm đánh đề nam mô bất xưng niết bàn Phật. Tâm đánh đề nam mô nhật thiết lòng ma ni tạng Phật. Tâm đánh đề nam mô lạc pháp tự tại Phật. Yeah.
tâm đảnh đệ nam mô đặc pháp thượng từ tại nam mô vô biên bảo công đức tạng phật à. Tâm đảnh đệ tam mô thanh tịnh hóa sơn phật à. Tâm đảnh đệ nam mô đại pháp vương cầu tổ ma thắng phật tâm đảnh đệ nam mô nhất thiết tầm bất tầm tán phật tâm đảnh đệ nam mô hóa di lưu thiện phật tâm đảnh đệ nam mô hư không trí sơn phật tâm đảnh đệ nam mô trí lực vương đảnh đệ tam mô vô ngại tinh trí phật mà tâm đảnh đệ tam mô vô biên phật tinh tạng phật mà tâm đảnh đệ nam mô trí vương bất tận xưng phật tâm đảnh đệ nam mô tâm tuệ phóng tấn vương phật tâm đảnh đệ nam mô tự tánh thanh tịnh trí phật tâm đảnh đệ nam mô trí tự tại pháp vương phật tâm đảnh đệ nam mô chánh kiến phật tâm đảnh đệ nam mô ngữ kiến phật
đề nam mô mạng túc pháp hương kiến Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô Nhân Đà La Sơn Vô Ngại Vương Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô Long Nguyệt Bảo tự tại ta là vương Phật. Ê tâm đảnh đề nam mô Kiến nhất thiết chúng sanh Phật. Ê tâm đảnh đề nam mô Thủy trụ trì quang minh vương Phật. Tâm đảnh đề nam mô Giác nhất thiết pháp Phật. Tâm đảnh đề nam mô Trí bảo pháp thắng Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô Tinh tấn tự tại ý pháp tạng Phật. Tâm đảnh đề nam mô Tinh tấn tự tại pháp tạng quang minh Phật. Tâm đảnh đề nam mô Bảo pháp thắng Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô Vô Ngại Sơn Tâm đảnh đề nam mô Vô Cấu Tu Phật. Tâm đảnh đề nam mô Phóng Quang Minh Chiếu Phật. Nam mô Di Đà Phật tự tại tạng Phật.
Thinh phần diệu giác không thinh Phật à. Thế tâm đảnh đề Nam mô tinh tấn tự tại di lưu tịch tự tại Phật à. Mô kiên cố quý công đức Phật à. Thế tâm đảnh đề Nam mô kiên dòng mạnh bảo Phật à. Tâm đảnh đề Nam mô hàng bánh tịch tịnh vương Phật à. Thế tâm đảnh đề Nam mô hàng phục ám di lưu sơn vương Phật. Thế tâm đảnh đề Nam mô thắng trưởng phú phân đà lê Phật. Thế tâm đảnh đề Nam mô thắng thinh tạng Phật. Thế tâm đảnh đề Nam mô phổ hiền phấn đà lợi Pháp bình đẳng pháp thân Phật. Thế tâm đảnh đề Nam mô nạn thắng đảnh đề Nam mô nạn khả nghĩ Phật à. Xin đem những duyên công đức đề Phật này nguyện ứng trên tam bảo chữ thiên đồng thần hộ pháp thì từ chứng minh gia hộ. Cười xin các ban ngành ca cấp cùng chư quán chức hầu trách từ bi xót thương giúp cho Phật sự di dời và xây dựng mới ngôi tam bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô Phật chư Thiên Bồ Tát.
ma ba ca nhà ba ma bậc đa tâm kinh quan từ tại bồ tát hành thân ba ca nhà ba ma hồ ân giải không đờ nhật tiếp hồ ác xa thời tự sắc bất gì không không bất gì sắc sắc tức gì không không tức gì sắc họ thường hay nhân như thế xa thơ thơ từ bằng phẩm tương bất sanh bất diệu mở có bất tình bồ sát vô thọ thương anh tức vô nhàn vậy thế thiền tăng thế vô sắc tính thương về sắc pháp vô nhàn giờ vô đắc dĩ vô sở đắc có bồ đề đắc đoái bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô hiểu vô liên đế thiên đạo mộng tưởng cửu các ni ca bàn tam thế chư phật thì bát nhã ba la mật đa cố đắc a nô đa la nhà ba la mật đa thì thái tâm chư thì thái minh chủ thì vô thượng chủ thì vô đẳng chánh chủ năng có cho đẹp bậc tư tu ba la đề ba la tai đề bồ đề ta ba đề ba la tai đề ba la ba la đề ba la tai đề bồ đề ta ba mong nhà bán ra nhầm mà ra bát ra nhà phá ra bát ra nhà phá ra để sắc sa để sắc sa sắc đi để sắc đi thì ta vẫn già ta biết thì ca tất thì về ta ba ha năng mồ ta ma đa mồ đà đầm ma bát ra để a đa sa ta na đầm đa để ta phá ra bát ra nhà phá ra bát ra nhà phá ra để sắc sa để sắc sa sắc đi ta vẫn 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 Đại nguyện
Đệ tử bà sanh điều trọn